Chào cả nhà. Rồi ông xã ông có công việc, ông không có làm phim được cả nhà. Mình quay miếng phim cho cả nhà coi cho vui. Chứ ngừng mấy ngày á, mình quay đỡ cho tụi nó chơi cho cả nhà xem. Nó giận lúc nào nó cũng la cái miệng, nó có làm được vậy. Nó bạo lắm nha cả nhà. Lúc nào mà bé Vàng mà làm mạnh nó quậy lắm luôn á. Lượm ghiền lắm mà hồi lượm chạy xuống cho cây. Miệng của nó vừa đánh trống vừa la làng. Tí thì tì à cả nhà ơi. Bảy tay là nó đúng 4 tháng á, mà nó có tí thì tì à. Ghẹo nó đi muội, ghẹo ly đi. Tối ngày ghẹo cho cái con nghe nó đó. Bà già có tính đó, bà già có tính ba không thường à. Muội mẹ là vô tư á, mẹ muội như em bé vậy đó, hiền nhất luôn á. Mẹ mà tắm cho muội á, muội sạch sẽ, muội tâm phúc. Mũi tỷ qua mẹ biểu tỷ. Tỷ à, tỷ ơi qua đây con. Qua đây tỷ. Tỷ ơi qua đây con. Qua đây tỷ. Tỷ, qua đây con. Nhà thấy muội cả nhà nằm nó có rất nằm độc đáo luôn cả nhà ơi. Nó ghẹo mà nó ghẹo không lây giống được, xong rồi nó ngửa người cái ra. Tỷ qua đây đây con, thằng nó bị phá cả nhà. Trời ơi Lucky ơi, cái ghế nó có chút xíu rồi, con cũng ráng chui vô mới được, không có mới chịu hả Lucky? Dạ em Lucky quá phá luôn rồi chú, nó không để bé Vàng yên một phút một giây nào. Gặm ghế đi nha, gặm ghế rồi nó thay răng luôn đó. Dạ bé Lucky vừa đánh trống vừa la làng quá à. Em Vàng chịu không nổi, em Vàng leo lên ghế, em Vàng trốn luôn. Mà bé Lucky nó đâu có chịu yên đâu cô chú.
Bây giờ anh chàng lúc kia là mọi cách luôn, cứ thấy lúc nhờ, thấy bé vàng lên ghế là cũng ráng chồm tay lên ghế khèo người ta cho bằng được, chứ không có tha. Nói chung là bé vàng ở bất kỳ đâu là em lúc kia cũng ghẹo được hết cô chú ơi. Bé vàng càng lớn càng đẹp trai càng dễ thương. Cả nhà mình về đến nhà coi tụi nó quậy nè cả nhà. Cả nhà mình con Lucky á, con bé lượm nó nằm ở trong cái thai cái khay vệ sinh. Cả nhà mình nhìn kỹ thấy đó đó, lú cái đầu lên đó. Nhưng mà Lucky chỉ chơi với bé vàng nhiều cả nhà ha. Đó, cả nhà mình để ý là Lucky chơi với bé vàng nhiều, còn bé lượm thì chơi mà không không dám sắp vô, vẫn chơi nhưng mà không có dám mà ôm giỡn vật lộn rồi vô, giống như bé vàng đó với lượt chạy ra đó chạy vô tiếp, bé lượm vô 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 vòng tiếp, bé vàng mà vô anh đây. Cả nhà mình coi lúc kỳ nó làm gì nha, ra lại lại bé vàng, lại bé vàng lại bé phá này, nó biết nha ba. Cả nhà mình là biết đứa nào bé vàng với bé lượm là đứa nào mà chơi mạnh dạ, mạnh được á, giỡn được á, còn bé lượm thì bị bệnh hay là bé lượm không có cho ôm vật lộn nhiều, bé lượm quýnh đau sao đâm ra cái thục à, đó nhà mình coi đó đó thấy không, đứng kêu đâu dám ôm bé lượm như như bé vàng đâu dám vô, bé lượm tán cho. Nhà mình coi nó phá nha, con bé con vàng chui vô trong đó cả nhà, nó vô đâu tới đâu, bé lượm lại lại cái thao vệ sinh nằm tiếp kìa, thấy không cả nhà, thấy không, nó không có đứng yên, nó không có ngồi yên một chỗ đâu, nó như con khỉ vậy đó, nó hết cái đứa này tới đứa kia, hết đứa kia tới đứa nọ, nó kiếm đường nó phá. Đi đi thì thôi chứ nhớ nó nha cả nhà ha, đi mấy ngày chứ thật sự ra lúc kỳ của mình nó làm cho mình rất là dễ nhớ, đi ra là về rất là nhớ nó. Đó. Nó quậy thích nghe cái tiếng hừ, hừ của nó cả nhà, nó giỡn mà nó nghe nghe. Đó, đó. Ghê không? Nhìn nhìn vô mình dạch cái lúc kỳ lên thì không có thấy lúc kỳ bị trầy trụa chỗ nào hết, có nghĩa là bé bé vàng không có làm lúc kỳ bị trầy da ha, cả nhà mình đừng có lo nha, chứ còn nếu mà móng của bé vàng mà vào wow, lúc kỳ là lúc lúc kỳ bị trầy mình thấy rồi, không có bị gì hết, quậy xác số luôn. Đừng nói tới quậy mà nó biết thôi cả nhà ha, đó nó chơi với bé vàng thôi, nó biết đứa nào chơi được đứa nào chơi không được, biết rõ luôn á, bé vàng không thấy bé vàng cũng đi tìm, thương chỗ đó. Nên đi xuống dưới chỗ này chỗ kia nhảy, nhìn mấy đứa này đứa mấy bé chó ngoài đường đó nha, nhớ nó dữ lắm. Ở cái nhà mình có hai đứa nó ôm nhau à, bé vàng với lượm đó cả nhà thấy không, hai đứa nó ôm. Đó. Bé lượm hôm nay cực khỏe luôn, khỏe dữ lắm cả nhà yên tâm. Và bé vàng thì mình cũng chưa có thiến nha cả nhà mình, để mình xong ổn định việc hết rồi bắt đầu là mình về mình coi sức khỏe của bé vàng là làm sao rồi mình mới quyết định có thiến bé vàng hay không nha ha. Mình thả cho hai đứa nó chơi chung như vậy nhưng mà thật ra mình cũng có canh nha, thì cả nhà mình yên tâm á, đừng có sợ bé vàng bé lượm có bầu, thì lúc mà mình thả chơi chung là mình canh, còn không là mình sẽ tách ra, lúc mình không canh là mình sẽ tách hai đứa nó ra. Còn bây giờ nó chơi quá trời quá đất ổng, nó giỡn ngày ghê của nhà có vô vô vàng tán đó, đâu đâu có nổi cái vàng đâu, vô cái vàng đẩy ra hết à, mà giỡn có quá tài thiệt. Không, giờ xoay qua bé lượm, mình tách bé lượm ra để bé lượm lên trên đó nha, nó chơi với vàng vàng xong cái nó cũng xoay lên lượm, nó cũng ghẹo
hết gạo đứa này đứa kia để mình bỏ bé vàng với bé lượm vô chơi chung trong một ngăn, nó nhốt nó ngoài nó chịu không có nổi, mỗi lần vậy để thử nha cả nhà, chạy để bỏ vàng với lượm vô chung ngăn đó. Thấy không cả nhà, thấy không, hai đứa nó vô trong mình bỏ vô chung rồi hai đứa nó giỡn nó ngoài nó vô không được, nó muốn vô lắm, muốn vô phá đám bó tay lúc kia rồi vàng với lượm chơi với vô được tức cái đó khều cái nhà tức sủa tức lắm thôi quậy hoài. Rồi xin chào cả nhà mình, cũng đi tranh thủ về nhà tắm rửa xong rồi quay các bé chút xíu cả nhà ha. Thì ở nhà có bà xã bà cũng thấy mình có bận việc á, trời bà đứa thấy cũng bận việc bà xã nhà quay các bé cả nhà, thì tranh thủ về tắm rửa một cái quay các bé cho cả nhà mình xem rồi để nói cả nhà mình thông cảm cả nhà ha. Thật ra mình có công chuyện rất là bận cả nhà, bận dữ lắm thì không có trả lời bình luận cả nhà mình được, xin cả nhà mình thông cảm cho mình nha. Khoảng thứ hai là có lẽ là mình xong cả nhà, có nghĩa là ngày mai nữa là mình tạm ổn thì lúc đó về là mình sẽ trả lời bình luận cả nhà mình. Còn giờ thì hơi bận ha cả nhà rất mong cả nhà mình hiểu và thông cảm cho gia đình mình đang có chuyện buồn và không có được không có đủ thời gian để vô bình luận của cả nhà mình, nhưng mà bình luận cả nhà mình thì mình cũng nhín ra mình coi hết ha cả nhà ha. Ở đây hổm giờ là mình kêu bà xã là đóng cái cửa trước này lại nè cả nhà mình, đây đóng cái cửa bự này lại thì cái chuồng này mở ra, cái cửa chuồng này mở ra và đứa nào trời nó cần anh đó nha, thấy mình về nó cần anh đó. Đứa nào muốn vô vô trong đây ngủ thì vô, còn đứa nào muốn nằm ngoài nằm, có nghĩa là ba đứa tụi nó tự do trong cái sân này cả nhà. Ở nhà ngoan nha, ai tắm cho ba đứa sạch bách vậy hả? Bắt hả ba? Cả nhà mình thông cảm cho mình mấy hôm nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều ha. Rồi vậy mình cũng xin khép clip lại luôn cả nhà nha. Cuối clip thì kính chúc cả nhà mình ngày mới sức khỏe. Rất mong cả nhà mình được vạn sự như ý nha cả nhà ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo.